cười lên, nhìn lên cả cười lên, cười lên, cười lên, nhìn này xuống hả? Dạ là nó đang quay phim. Đã không? Quay phim bỏ lên YouTube. Bỏ lên Facebook. Về bỏ lên YouTube cho tụi coi. Mà cái tay em. Ôi trời ơi nó lạnh quá. Chị bỏ vô túi. Đó, quay quay đi quý. Quay về cái. Đang quay nè. Nó không có feel nữa thôi. Ren. Rồi đi tiếp đi đi. Đi lên được rồi, lên nữa đẹp rồi. Tụ. Lên nè. Lên nè quay. Hai chú cháu làm gì đó? Nên quay quay núi đồi rồi mẹ. Hôm nay không có chuẩn bị đi tiếp mà bận đồ phong phanh nè, không có mang gì, găng tay gì đâu mà. Hả? Trời ơi. Ba chị mẹ đi anh nhìn nè. Mẹ thấy ba đi không? Ừ. Hả? Wow. Mẹ, mẹ đâu rồi? Mẹ lạnh, mẹ trốn rồi. Quay, quay mẹ. Đây. Chị mẹ đi mà mẹ cũng đi giống vậy à? Trên cả phú sớp nè. Không có học. Mình vô. Không. Cầm tay vô, cầm tay vô. Này, đó, vô. Chuyện này mà huấn luyện là xong. Chưa được có ngày nó đuổi. Hai chú cháu hít đất à. Vô vô rừng núi tập thể dục luôn này, ghê chưa. Rồi đi tiếp. Chút mà lạnh mới đã nè. Không có vợ thì không ạ. Ừ. Yeah, bắt đầu chiều chiều có gió rồi đó. Đi tiếp, đi tiếp. Đi tiếp, đi đi. Tiếp, tiếp, đi thiền cảng. Thiền cảng làm tiếng không? Hai chú cháu đi. Đó, mẹ để cái chân, mày thấy mẹ để cái chân không? Nè. Look, mom. Mom. Nhìn ba đi. Mẹ thấy không? Đó, đi mình nghiêng cái này vô chút, xong rồi chân này mình mới dỡ lên. Chúi xuống, chúi cái mũi xuống. Ừ, đó. Cái này hát bài của gì Trịnh Công Sơn á. Rừng núi Giang Tây. Đây là tháng 3 rồi mà còn tuyết kìa. Gần tới tháng 3 rồi. Vui ha, hai mẹ con vui ha. Đi tập thể dục trên sông mà mình đi chụp. Mình cắt sung hơn mẹ luôn. Mình cắt sung giỏi hơn mẹ luôn. Chụp tôi nghe. Kính thưa quý vị à, cái này không phải là đi tuyết bình thường mà đang là trên đồi núi. Mình đang ở trên núi. Mình chụp xuống dưới kia là khỏi cái đường cứu luôn. Mày thấy cái chân của mẹ đẹp không? Wow, mình đang trên đỉnh núi. Flexible. Wow, cây đâu đã không? Hiện tại cây bự không? Hòa chân chưa? Chú Tú mỏi chân chưa? Hiện tại hòa chân chưa? Cái mẹ để chân này không? Dễ trượt. Mẹ cũng bị trượt tới hay là trượt lui. Còn mẹ để ngang á, nó giữ lại. Ê, cảnh nó đẹp quá. Ôi, ôi, chỗ chú Tư chụp ngồi đó đẹp quá. Ô, ô, ô. Không sao đâu. Lạnh quá ha. Đây, em quay cho. Ở đây. À, chú Tú đi vô đây đó, tịnh tâm mà, thiền. Không thọ chụp hình bất đắc dĩ. Ha. Còn đây là baby sit bất đắc dĩ. À, dạ, dạ. Có cái cụ đúng nè. Wow, cảnh đi đẹp rồi. Cảnh đó quá đẹp. Mẹ vô, cảnh đó quá đẹp, đẹp quá, quá đẹp. Nghiêng nghiêng
vợ chồng con cái mình vô chụp tấm anh nè. Đi mẹ vô đi. Ông mẹ. Con. Ba ông nè. Nè, chú chuột chụp hình quay phim tiếp nè chú chuột. Người vô. Người làm chụp hình thì đó, người làm mua thợ quay phim. Cái cây này nó hiếm lắm đấy. Ừ, cây này đẹp quá. Cây cả trăm năm đấy. Rồi đẹp quá. Người vô, người vô. Chú chú kìa. Chú chú. Chú làm gì kìa chú tú. Chú cho con cục tuyết kìa. Ok. Nè chụp lại tuyết nè, vô chụp lại đi, chụp lại. Mẹ bung lên mẹ. Bung lên, bung lên, 1, 2. 1, 2. Bắt đầu, 1, 2. Anh không được máy chụp hình người ta. Đâu hư đâu. Lâu cho chú tú biết kinh nghiệm. Thằng Mỹ ra sao. Hồi nhỏ hả? 7 giờ rồi còn lớp. 7 giờ rồi còn lớp, 6 giờ rồi nó đi rồi. Rơi tuyết. Ôi dồi. Hiền các như thế này. Con tuyết. Nhiều quá rồi. Ngược kìa. Ngược. Từ quay. Hết pin rồi. Nước. Tuyết thì nó cay.